Tiểu sử Bạch Băng Khả. Bạch Băng Khả, giới tính nữ, dân tộc Hán, quốc tịch Trung Quốc. Ngày sinh 22 tháng 2 năm 2001. Tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải khóa 2019. Cung Hoàng đạo Song Ngư, chiều cao 1m65, cân nặng 45kg. Công ty quản lý, Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh Thượng Hải. Tác phẩm tiêu biểu: Hoa Kiệu Hị Sự, Kỳ Tim Triều, Tương Tư Lệnh, An Lạc Truyện, Túc Địch. Nghề nghiệp diễn viên. Hoạt động từ năm 2019. Bạch Băng Khả là cái tên gây thất vọng nhiều nhất về nhan sắc lẫn diễn xuất trong bộ phim Liên Nhầm Kiểu Hoa được chồng như ý năm 2023. Ngày 29 tháng 8, Sohu đã đưa tin bộ phim Kiệu Hoa Hị Sự được làm lại từ bộ phim Liên Nhầm Kiểu Hoa được chồng như ý từ năm 2000. Phiên bản cũ đã trở thành kinh điển, giúp tên tuổi của dàn diễn viên Huỳnh Dịch, Lý Giai Lân, Nhiếp Viễn, Sa Dật đã ghi dấu ấn sâu đậm ở trong lòng khán giả. Do đó, phiên bản năm 2023 đã chịu sự chú ý và đánh giá khắt khe. Liên Nhầm Kiểu Hoa được chồng như ý đã kể về hai cô gái Lý Ngọc Hồ, thông minh giỏi võ nghĩa hiệp, và Đỗ Băng Nhạn là tiểu thư đoan trang hiền thục, tinh thông cầm kỳ thi họa. Họ đã được gả trong cùng một ngày. Khi mà chú mưa, họ đã lên nhầm kiểu hoa và gả nhầm chồng. Lý Ngọc Hồ đã được gả vào nhà họ Tề, gặp thiếu gia Tề Thiên Lỗi, bệnh tật quấn thân được cho là sẽ chết trẻ. Còn Đỗ Băng Nhạn đến làm vợ của viên tướng quân Viên Bất Khuất, đã trải qua hai đời vợ có tiếng lộ mạng. Trong bản mới, nữ diễn viên sinh năm 1997, Điển Hy Vi vào vai Lý Ngọc Hồ, nữ chính còn lại là Đỗ Băng Nhạn do Bạch Băng Khả thể hiện. Bạch Băng Khả sinh năm 2001, trẻ hơn bạn diễn Điển Hy Vi hay nam nghệ sĩ đóng vai tướng quân Viên Bất Khuất là Triệu Thuận Nhiên sinh năm 1995. Song cô có gương mặt bị đánh giá là già trước tuổi. Trong phân cảnh Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn gặp nhau ở miếu tiên nữ để trú mưa dẫn đến Liên Nhầm Kiểu Hoa, cảnh Đỗ Băng Nhạn vén khăn che mặt vốn là cảnh kinh điển. Lý Ngọc Hồ cũng như khán giả đều sững sờ trước vẻ đẹp của Đỗ Băng Nhạn. Tuy nhiên, thì nhan sắc của Bạch Băng Khả bị đánh giá là chưa kinh diễm như vai diễn yêu cầu. Cô xinh đẹp nhưng mang nét hiện đại với gương mặt nhọn khá dày dẫn tới thiếu sức sống. Biểu cảm của nữ diễn viên sinh năm 2001 cũng thiếu sự hiền lành ôn nhu. Trong khi đó, ở phiên bản cũ, đàn chị Tiểu Lý Lâm có vẻ đẹp đậm nét của mỹ nhân cổ trang, nhu mì mỏng manh nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ cuốn hút. Theo Sohu, nội dung của Kiểu Hoa Hị Sự không khác gì so với bản cũ. Tuy nhiên, thì nhan sắc và diễn xuất của dàn diễn viên trẻ đã không được đánh giá cao như đàn anh chị. Điển Hy Vi là tiểu hoa đán sinh sau 1995 đang nổi hiện nay. Song khi vào vai Lý Ngọc Hồ thì cô thường phùng má, chu môi ra để tỏ vẻ đáng yêu. Nam diễn viên Ngụy Thạo Ngạo Thụy Bằng vào vai công tử Tề Thiên Lỗi phải già ốm để lật tẩy âm mưu của anh họ, được hóa trang giống như người mang bệnh. Song diễn xuất của Ngạo Thụy Bằng vẫn còn yếu kém, tương tác với Điển Hy Vi chưa tốt, cách diễn xuất thiếu chiều sâu, chưa thành công lột tả được sự thông minh, tính cách hóm hình ẩn giấu dưới vẻ ngoài ốm yếu của Tề Thiên Lỗi. Nam diễn viên Triệu Thuận Nhiên vào vai tướng quân Viên Bất Khuất nhưng có ngoại hình trẻ, gương mặt nhỏ, mang lại cảm giác yếu ớt, thiếu nét nam tính. Theo Sohu, cả ngoại hình lẫn diễn xuất của dàn diễn viên Kiều Hoa Hỷ Sử đều không nhận được đánh giá cao của khán giả. Do đó, ngay từ những tập đầu, bộ phim đã không nhận được những phản hồi tích cực, dẫn tới thành tích chỉ số truyền thông không cao. Khán giả đã cho rằng các dự án phim truyền hình cũ đã trở thành kinh điển và ghi dấu ấn sâu đậm ở trong lòng người xem, khó có thể thay thế được. Nhà sản xuất không nên làm lại vì ít dự án có thể vượt qua bản cũ. Về quá trình thọ nhục. Ngày 22 tháng 2 năm 2001, Bạch Băng Khả đã sinh ra tại thành phố Thượng Hải, nơi mà cô học tập và trưởng thành. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã tham gia kỳ thi nghệ thuật quốc gia vào đỗ vào khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Sau đó, cô đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh Thượng Hải, chính thức trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Tháng 7 năm 2020, bộ phim Tình cảm kỳ ảo Thị Nguyệt Kính Hoa do Bạch Băng Khả đóng chính đã chính thức khai máy. Đây cũng là tác phẩm phim điện ảnh đầu tiên của cô. Ngày 16 tháng 1 năm 2023, bộ phim Kỳ ảo Họa Giang Hồ Chi Hoán Thế Môn Sinh do cô thủ vai chính được phát sóng. Trong đó, cô vào vai Hoàng Tuyền,
cựu cảnh sát trưởng Hồng Môn, thông minh và giỏi võ. Ngày 12 tháng 7, bộ phim cổ trang An Lạc Truyện mà cô tham gia cùng với Địch Lệ Nhật Ba, Cung Tuấn và Lưu Vũ Ninh ra mắt. Trong đó, cô vào vai Mạc Sương, nhị công chúa hồn nhiên hoạt bát của Đại Tĩnh. Ngày 28 tháng 8, bộ phim cổ trang Hoa Kiệu Hỷ Sử do cô đóng chính được lên sóng trên Roku. Cô đã vào vai tiểu thư nhà giàu Đỗ Băng Yến. Cùng năm, trong bộ phim cổ trang Tương Tư Lệnh, cô đã hóa thân thành nhân vật Huyền Thanh Khấu, một cô gái ngây thơ nhưng kiêu kỳ và ương bướng. Ngày 18 tháng 1 năm 2024, bộ phim cổ trang Tiên Hiệp Kỳ Kim Triều do cô đóng chính được phát sóng trên Tencent Video. Cô đã vào vai Minh Tú, nữ trừ yêu sư lạnh lùng và kiên định. Tháng 10, cô đã được chọn vào danh sách chương trình hỗ trợ diễn viên trẻ tại Giải Văn Vinh lần thứ 10. Ngày 7 tháng 11, cô đã đặc biệt tham gia trong bộ phim Quốc An Chống Gián Điệp Túc Địch phát sóng trên Tencent Video vào vai nhân vật đơn thuần chân thành là Ngụy Lạc Lạc. Về hoạt động xã hội, tháng 8 năm 2023, Bạch Băng Khả đã nhận lời mời của Du lịch Văn hóa Dương Châu xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp để giới thiệu đến người xem và người hâm mộ về ẩm thực và danh thắng của Dương Châu. Sau đó, cô đã đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Dương Châu để ghi hình, góp phần quảng bá vẻ đẹp của Dương Châu. Về đánh giá nhân vật, từ khi ra mắt, Bạch Băng Khả đã luôn kiên trì với bản sắc của một diễn viên, sử dụng diễn xuất sống động và giàu cảm xúc để thể hiện con người thật, mang đến sức hút riêng biệt cho từng vai diễn. Trong bộ phim cổ trang Tiên Hiệp Kỳ Kim Triều, cô đã khắc họa rõ nét hành trình trưởng thành của Minh Tú qua lối diễn xuất tinh tế, tạo ra chiều sâu và sự tiến triển trong cảm xúc nhân vật, khiến cho khán giả rung động thật sự. Khi mà đóng vai Đỗ Băng Yến trong bộ phim cổ trang Hoa Kiệu Hỷ Sử, cô đã kết hợp góc nhìn hiện đại về tình yêu và hôn nhân, nhấn mạnh ánh sáng của sự tự lập và khả năng thể hiện bản thân của phái nữ, thổi làn gió mới cho nhân vật. Cô cũng thu hút được sự chú ý và tình cảm của khán giả qua vai diễn công chúa Mạc Sương trong bộ phim cổ trang An Lạc Truyện theo nhận sách của Bắc Kinh Rao Nét.